Vào những giây phút cuối cùng của trận đấu. Có lẽ đây là quả đá biên cuối cùng dành cho lớp 12. Tuấn là người đá bóng. Trúng đầu của Lâm, tuy nhiên là bóng. Vâng, đây là những giây phút cuối cùng của trận đấu. Vũ đang có banh. Anh đi bóng rất lắc léo và tung một cú sút từ xa, tuy nhiên là không qua được chân của Nghĩa rồi. Bây giờ là Tuấn lớp 12 đang có bóng. Phương từ trên xa đã băng về và cắt được bóng. Bây giờ là lớp 12. Vâng, vẫn là 12. Khoa đang có bóng. Anh giành rất quyết liệt. Phương đã phát bóng ra và chùa đá biên. Ông Vũ đã phá biên là chịu và đá biên từ xa. Thời gian của trận đấu đang dần trôi vào những phút cuối cùng. Tỷ số hiện nay bao nhiêu rồi? Tỷ số hiện nay vẫn đang là 2-1 nghiêng về lớp 12. Và như vậy lúc này là trọng tài Vui đã thổi trận còi kết thúc trận đấu chung kết giữa hai đội bóng lớp 11-1, 11-2. Và đội vô địch của chúng ta là ngọn lửa 11-2 với tỷ số là 2-1. Vâng, mặc dù thua, tuy nhiên lớp 11-1 cũng đã chiến đấu một trận hết sức là ngoan cường. Xin chúc mừng đội lớp 11-2.